Ngọc Dung có đem cái nhóm đàn tranh và ca cái lương đến đây, trước tiên là cung ứng cho một cái chương trình, hỗ trợ cho một cái chương trình có đề tài là thiếu nhi, phát triển thiếu nhi ở tại hải ngoại, và để có những nơi để các em nó có chỗ gặp gỡ để mà nó trình diễn. Thành ra cái nghe cái danh xưng thì rất là hay, thành ra Ngọc Dung cũng đến cộng tác và để các em đàn tranh đến để phát huy cái ngành âm nhạc của mình ra, rồi đồng thời đây là thế hệ trẻ sẽ tiếp dẫn theo cái thế hệ lớn tuổi. Thưa giáo sư Ngọc Dung, với những học trò mà cô đã hướng dẫn trong những năm qua thì cô thấy cái chiều hướng phát triển âm nhạc dân tộc tại hải ngoại nó có nhiều điều hy vọng không cô? Dạ thưa, bởi vì cái các em thì đôi lúc các em cũng có thích, có em không, nhưng mà rất là khen cha mẹ của các em đã hỗ trợ cho các em để các em duy trì cái nền âm nhạc nói chung và cái đàn tranh nói riêng. Đó là cha mẹ đầu tiên, rồi các em mới là sau cái đó. Dạ. Thưa cô, với hoạt động của chương trình Tiếng Vọng Quê Hương thì cô đã có những cái hoạt động gì và cộng tác như thế nào đối với sự phát triển của văn nghệ dân tộc tại San Jose của chúng ta? Dạ thưa chị, thì theo cái mục đích của tôi muốn duy trì cái âm nhạc Việt Nam và cái hoạt động tất cả những hội đoàn nào cần chúng tôi đến thì cứ xin nhan cái là tụi tôi sẽ đem các em đến để mà biểu diễn và khoe với có thể là các nước bạn chung với một cái chương trình quốc tế. Dạ. Bữa nay biểu diễn đàn tranh và con thích học đàn tranh, tại hồi nhỏ mẹ con đã học và bây giờ con muốn học đàn, con biết thêm. Con học và đàn tranh được mấy năm rồi? Dạ con học mới khoảng một tháng, khoảng 6 tuần. Khoảng 6 tuần mà đã đi trình diễn được rồi. Như vậy là con phải có khiếu lắm. Rồi hôm nay trình diễn con có run không? Con cũng vui. Dạ thì cũng vui. Con thì cũng thích biểu diễn tại vì nó dễ hơn, và có người thì nếu mà mình không có biết làm á thì mình coi người ta thì mình cũng sẽ làm được theo. Rồi bây giờ chúc con học đàn tranh tiến tới giỏi để có nhiều màn trình diễn hay hơn nha. Cô thấy con mặc một cái chiếc áo dài rất là đẹp và đội khăn van rất là đẹp. Hôm nay con tham gia trình diễn màn gì trên sân khấu vậy? Dạ bữa nay, hôm nay con đã đàn tranh và hát bài mẫu đơn. Đàn tranh bữa nay là có bài Lý cây bông, lý chim quen, con gà rừng và trống cơm. Con học và để mà trình diễn cái những cái màn vừa rồi trên sân khấu mà con vừa mới kể đó thì nó có lâu không? Có mất nhiều thời gian không? Dạ tập thì không lâu lắm, nhưng mà con đã học đàn tranh là 1 năm rưỡi. Lý do nào mà đưa con đến với cây đàn tranh? Dạ con rất thích âm nhạc của Việt Nam, tại vì nó là một cái mà mình phải giữ, nếu không nó sẽ mất. Mà nó rất hay, con rất thích, và cha mẹ con cũng thích luôn, cho nên con rất thích đàn. Trong những cái đàn của Việt Nam mà tại sao con lại chọn cái đàn tranh mà không có chọn những cái đàn khác? Đàn Việt Nam thì có rất nhiều đàn chứ. Dạ con chọn cái đàn tranh tại con thấy cái đàn tranh nó nhìn rất đẹp, mà tiếng cũng rất hay, mà đàn được nhiều bài. Còn thí dụ như đàn bầu, đàn cò con cũng muốn học thêm nhưng mà con chưa có thời giờ.